Rảnh rảnh nhắn tin với con Thúy là ví dụ khách gọi đầu là từ chối luôn nghe. Tại vì nhân viên gọi đầu hay đi nghỉ. Nói được. Mà con nhắn nghỉ thiệt mà nên là từ chối chứ không có nhận. Chắc Hà hẹn lại con ăn rồi đúng không ta? Ở quay con à ngăn đúng rồi. Chuẩn bị liệu luôn. Ngày nay họ làm là xong rồi đó hả bà My? Hôm đi mấy giờ về Hậu? Giờ 12 giờ. Trời chà chà. Giờ đến nhà 12 giờ. Gớm, ăn chơi. Giờ hết quân phải ra quân thôi anh chị. Tình hình đây là khó chắc không đi được rồi, nó còn phương thì khách hàng nhiều quá. Chiều chiều này đây đi rụt gan luôn, năm sau là gì được, muốn ế quá. Ngày nay cái đứa mà nấu ăn đó khỏi nấu. Nó dạng cho xíu rảnh chừ á. Đồ chuẩn bị xong rồi. Bận quá, em Thúy nấu. Chị Thúy nấu anh đứng quậy. Con chị đó anh xíu rảnh chừ á. Do em hẹn khách bây giờ nay thôi. Chén.
Ví dụ hậu tính tiền là tính bên 10 hả? Được rồi bạn.